Dạ, mà xin phép chào tất cả các cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lân rừng tối ngày 10 tháng 5 năm 2023 nha mọi người. Thì hôm nay bên em tiếp tục về được một số mặt hàng lân rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra tầng hình và đánh số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Thì em xin điểm sâu với mặt hàng ngày hôm nay. Thứ nhất là có lan, một cái dì lan kiếm bà nà rất đẹp nha mọi người. Đấy, dì lớn nha mọi người. Đấy. Tiếp theo có các hình nguyên bản lọng sao nha mọi người. Loại lọng cho hoa rất đẹp. Đấy. Tiếp theo là lan trứng bướm dài, lan sưu tầm nha mọi người, một cái cây lan sưu tầm luôn. Đấy. Tiếp theo là lan nguyên bản kiều cam nha mọi người. Đấy, một phần kiếm lùn này. Đấy. Rồi, các về kiều hồng nha mọi người. Đấy. Rồi các hình nguyên bản hoàng thảo vạch đỏ nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là lan hoàng thảo dạ phi nha mọi người. Đấy. Một cái phần bọ cạp và một cái nguyên bản hương vani rừng nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là có các hình hài văn nam nha mọi người, hài văn nam, hài văn tâm. Đấy, tiếp theo là lan hoàng thảo đơn cam nè. Đấy, hoàng thảo đơn cam về một số cái hình như thế. Rồi có hai cái dề lan kiếm ruby nha mọi người. Đấy, hai lan kiếm ruby và một cái phần kiếm xích ngọc nha mọi người. Tí nữa em sẽ quay cụ thể từng cái hình nha, một phần lan dạ hạt rừng nha mọi người. Đấy, tí nữa em sẽ quay cụ thể từng cái hình cho mọi người dễ theo dõi nha mọi người. Đấy. Rồi trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh núi rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người điện không được thì mình mới làm nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người đúng giờ sớm nhất nha. Và bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng. Ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Và thống nhất với ship là 30k trên một đơn hàng. Một đơn thì 30k và nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Dạ rồi. Rồi thì hàng về có gì em bán cái đó nha mọi người. Rồi hôm nay bên em vẫn có chia sẻ cái sản phẩm trà dây rừng nha mọi người. Nên thì cô chú anh chị nào mà mua lan thì có nhu cầu dùng thử sản phẩm trà dây rừng thì mọi người có thể nói là em để em gói gửi tặng cho mọi người một quỳ về dùng thử nha mọi người. Thế thì sản phẩm bây giờ nó cũng chưa có để bán nên em chỉ dừng lại ở việc chia sẻ về dùng thử thôi nha mọi người. Thì nào có thì em sẽ chia sẻ nhiều hơn cho mọi người nha. Nên bây giờ em đang tập trung phát triển cái sản phẩm này. Rồi thì một sản phẩm hỗ trợ trà dây rừng mọi người. Sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày, dạ vi khuẩn HP, kháng viêm, âm thần với loại người. Thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Là mọi người quan tâm về các mặt hàng lan rừng và em có thể chia sẻ thêm sản phẩm trà dây rừng trên kênh thì mọi người vừa làm nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Dạ rồi. Rồi theo thứ tự thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi. Đầu tiên em giới thiệu cái dề kiếm lan kiếm bàn nà. Hôm nay em chỉ có một dề thôi nha mọi người. Đấy. Thì bà con đây hôm nay chỉ được một cái dề này thôi nha mọi người. Một dề lan kiếm bàn nà rất đẹp nha mọi người. Trước khi vào quay cái dề của nó thì em giới thiệu cái mặt hoa của lan kiếm bàn nà nha mọi người. Đấy, kiếm bàn nà thì hoa của nó là năm cánh trắng hồng vàng nha mọi người. Đấy, cái khung hoa nó cũng rất là đẹp nha mọi người. Đó, thì nó một cành của nó thì nó hùm đến nếu nhiều thì được năm hoa như thế này nha mọi người. Đấy. Đây là các cái búp này, hôm nay là hoa nó nở này. Đó. Thì cái dòng này nó ban đầu thì nó trắng như thế này, khi nào nó nở gần tàn thì nó chuyển hẳn sang các cánh màu hồng, cái hồng màu hồng nha mọi người, rất là hay. Đấy. Hoa rất thơm nha mọi người, đặc biệt là buổi sáng. Đấy, buổi sáng hoa thơm lắm. Đấy. Thơm, đó, cung hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, cân đối. Đấy, năm cánh của nó thì nó bao đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi đó là mặt hoa của lan kiếm bà nà nha mọi người. Một lan này phong lan nha mọi người. Đấy. Một lan cho hoa rất đẹp, đáng sưu tầm nha mọi người. Đấy. Rồi, nguyên dề nha mọi người. Đấy, hôm nay em có một cái dề rất đẹp luôn nha mọi người. Đó, thì cái này thì thích hợp cho mọi người trồng lên cái chậu mà để cao cao như thế này nha mọi người. Đấy, cao cao lưng chừng như thế này. So với cái mặt đất á, đấy, nhìn nó sẽ rất đẹp, hài hòa nha mọi người. Đấy, khi nào nó ra hoa thì nó sẽ đẹp thôi nha mọi người. Đấy. Rồi nguyên dề các cái dề giả hành nó phân bố rất là đều và đẹp nha mọi người. Đó, nguyên dề cân đối đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Hôm nay chỉ có một dề duy nhất nha mọi người. Đây lá xếp đẹp này, đấy. Các bạn lá xếp với nhau đẹp. Đây một cái dề thể sống tuyệt vời nha mọi người. Trong này rất là nhiều mất ngủ cái mầm con trong này nha mọi người. Về trồng nó sẽ nứt lên rất là nhiều luôn. Đấy, dòng này thì thuộc dạng rễ to khỏe này, đấy nên nó sống rất là khỏe mạnh nha mọi người. Đó. Người trồng thì để nó sẽ phun xuống như thế đó. Mọi người đừng có chôn gốc nha, để vừa sáp lại là được nha mọi người. Đấy.
Rồi, đó là cái gì kiếm mà nào đầu tiên nha mọi người. Cái gì này gì quá đẹp luôn nha mọi người. Về số 1 mọi người 250 cho về kiếm mà nào hình số 1 này 250 nha mọi người. Quá đẹp cho về kiếm mà nào này luôn. Mọi người về trồng thì là tại vườn thì lá nó sẽ bóng bẩy và đẹp như thế này nha mọi người. Rồi, đó là lăng kiếm mà nào nha mọi người. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người. Đó là lan lọng sao nha mọi người. Đấy, thì hoa có lọng sao đây. Đấy, năm cái biển của nó thì nó trắng. Đấy, rất đẹp nha mọi người, hình ngôi sao. Đấy. Đó, năm lọng sao nha mọi người. Rồi, cái nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Đấy, đây là một cây nguyên bản của nó này. Đó, thì ngoài tự nhiên nó mọc như thế này nha mọi người. Đấy. Đó, thì mùa này thì nó đang nụ nha mọi người. Nó có các cái này này. Đó. Hoa này mà nó tới lúc nó ra hoa thì nó hoa nhiều lắm nha mọi người. Đấy, làm sao đó này mọi người thể về thưởng thức luôn. Đấy. Rồi nguyên bản đầu tiên nha mọi người, làm sao này. Đấy, hình số 2 giá 120 cho nguyên bản lớn đấy nha mọi người. Đấy là lọng lá rất đẹp nha mọi người, lá cứng cáp đẹp. Rồi tiếp theo là đến hình số 3 nha mọi người. Đấy này thì một cây nguyên bản 100 nha mọi người. Đấy, nguyên bản của nó này đó thì thế cũng đã rất đẹp rồi. Cái này mọi người về không cần phải ép nữa. Đấy, chỉ về cờ bỏ vào chơi thôi nha mọi người. Đấy, đang có các cái nụ này. Đấy. Rồi, đó là lan lọng sao nha mọi người. Đấy. Hình số 3 100.000 nha mọi người. Đấy, nguyên bản này luôn. Đấy, đây. Rồi tiếp theo là đến hình số 4. Hình số 4 cũng là lọng sao. Đấy, nguyên bản 100. Rồi, đây cây nguyên bản mọi người. Đấy, nó mọc từ dưới lên trên luôn này. Đó. À, đang có các nụ này. Đó. Dòng này nó đã hoa rất là sai nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là nguyên bản lòng sao nha mọi người. Đấy. Rồi, hình số 4 100 nha mọi người, 100 nha nguyên bản này. Rồi tiếp theo là đến hình số 5 lòng sao và một nguyên bản lòng đó nha mọi người. Đây, đây là nguyên bản lòng. Đấy. Đó, cây đang nứt nụ nha mọi người. Nguyên bản tầng dưới này, tầng trên này. Đó. Rồi, cũng rất là hay nha mọi người. Đấy. Rồi, một cây nguyên bản lòng nữa, này cũng là một loại lòng nha. Đấy, lá này lá bự mập. Đấy. Hoa này nó màu hồng hồng nha mọi người. Đấy. Rồi, hai cái nguyên bản này. Đấy, hình này 100 nha mọi người, về sưu tầm hai loại lòng nha mọi người. Đấy. Rồi. Tiếp theo là những hình số 6 trắng bướm dài. Đây hoa của nó đây nha mọi người. Đây hoa này hoa nhỏ nhưng mà được cái là nó phân nhánh rất nhiều. Đó thì cái này, đó, này là hoa của nó như thế này. Đó nó phân nhánh ra nha mọi người. Đây. Tạo thành cái chuỗi hoa như thế này nha mọi người. Đó. Rồi hình số 6 nha mọi người, 100.000 cho các bạn trắng bướm dài này. Đây nguyên bản phân bố cũng rất là đều nha mọi người. Đấy. Đó các cây con này. Đó. Phân bố rất nhiều thành nhánh này. Đấy. Rất đẹp luôn. Đấy. Đó. Ok nhưng mà anh này mọi người không về không cần phải ghép nữa. Đó, thì nó phân bố nó ra hoa và có trái như thế này nhưng mà hoa nhỏ nhưng mình được cái là nó nhiều như thế này thì mọi người nó thấy nó bà hoa rất là nhiều trên cái thân luôn. Đấy, này là cái bách hoa cũ nó này. Hoa phân nhánh này. Đấy. Rồi trứng bướm dài nhưng mà một loại lan mà thì sưu tầm thêm hình số 600. Rồi tiếp theo là đến hình số 7. Hình số 7 hình này. Một cây lan sưu tầm nha mọi người. Đấy, thì hoa này em cũng chẳng biết tên nhưng mà về thân lá nó rất đẹp rồi, màu tím đỏ. Đấy. Tím đỏ rất đẹp này. Đấy, hoa của nó thì ra có hoa có trái như thế này nha mọi người. Đó. Nhìn. Một cây này, 2 này, 3 này. Đó. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. 8, 9, 10 này. Và các cây bên này nữa nha mọi người. Đó, khá nhiều luôn. Đó, một cái loại cây khá là độc đáo nha mọi người. Rồi, cây sưu tầm giá là 120 hình số 7 nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là đến hình lan kiều cam nha mọi người. Kiều cam ở đây. Đấy. Rồi, cái này hình nguyên bản nha mọi người. Hình nguyên bản của nó này. Đấy, thế thì cũng rất là đẹp rồi nha mọi người. Cái này cũng có 1 2 3 4, 5, 6, 7 cái thân tơ luôn nha mọi người. Đấy. Nguyên bản của nó cũng rất là đẹp. Cái này mọi người về chỉ biết đặt vào chậu thôi. Đấy, dòng này ta để khá là mạnh luôn nha mọi người. Đó, mọi người về chỉ đặt thêm một ít giá thể nữa là được rồi. Đấy. Rồi, cây khá đẹp luôn nha mọi người. Đó.
lan kiều cam nha mọi người, lan kiều cho rất đẹp. Rồi đó là hình kiều cam số 8 nha mọi người. Hình này hình 150, hình số 8. Rồi tiếp theo là đến hình số 9 nha mọi người. Đấy, hình số 9 kiều cam luôn, này cũng 150 nha mọi người. Đấy, rồi này thì cũng là một cây nguyên bản nha mọi người. Đó, thì nó mọc cũng khá nhiều thân tơ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, đó thì ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế thôi nha mọi người. Đấy, đấy, rất là đẹp nha, cái này nguyên nguyên ái luôn rồi. Đấy, nguyên bản của nó luôn rồi, mọi người về chỉ việc kép bảo đặt vào chậu chơi thôi nha mọi người. Rễ nó ra rất là khỏe mạnh này. Đó, rễ ăn ra rất khỏe nha mọi người. Đấy, rồi cái nguyên bản kiều cam hình số 9 nha mọi người. Đấy, hình này cũng 150 luôn cho cái nguyên bản này. Đấy, là loại lăng kiều cho rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 10 nha mọi người. Đấy, gồm có kiều cam 150 cho 4 nguyên bản nha mọi người. Đấy, rồi đây là nguyên bản đầu tiên nè. Này thì thân nó hơi vung vung xanh xanh nha mọi người. Đó, đây là ra hoa còn vòi hoa này. Đấy, khá là đẹp nha mọi người, này nguyên bản của nó nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 nè. Số 2 gồm có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, này cũng thân vung vung nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nè. Đấy, đó, này cũng thân vung luôn. Đấy, rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 nha mọi người. Đấy, 4 nguyên bản. Đấy, ngồi tự nhiên thì nó như mọc như thế này nha mọi người. Đó, 1, 2, 3 thân tơ nha mọi người. Đó, lá như thế. Rồi, 4 nguyên bản cái kiều nha mọi người. Đấy, thì em cứ gọi là kiều cam thôi. Rồi, hình này là hình 150 nha mọi người, 4 nguyên bản, hình số 10. Đấy, bản kiều. Đấy, rồi tiếp theo là đến hình số 11 nha mọi người. Đấy, kiếm lùng quan tâm 100.000 cho 3 dề nha mọi người. Rồi, đây là dề đầu tiên nha mọi người, này kiếm lùng. Đấy, thì cái dòng này thì nó lùng như thế này nha mọi người. Đấy, bằng lá dày, bằng lá rất là đẹp nha mọi người. Đấy, màu vàng chuối luôn. Đấy, cây con đang lên nha mọi người. Đó, rễ cũng rất là khỏe, mọi người về trồng kiếm thì nó thể hiện sức mạnh phong thủy nữa. Đấy, đây rất là khỏe mạnh nha mọi người. Đấy, người về trồng màu nó cũng rất đẹp nha mọi người, màu chuối non. Đấy. Đấy, tiếp theo là đến dề số 2, này là một siêu phẩm kiếm mini. Đấy, kiếm lùng mini luôn nha mọi người, nó chỉ bé như thế này thôi. Đó, mọi người có thể về trồng làm bonsai cũng được. Đấy, trên các chậu nhỏ nhỏ để bàn làm việc cũng được nha mọi người. Rồi tiếp theo dề số 3 này, đây cũng một chìa kiếm lùng rất đẹp nha mọi người. Đó, mấy lá luôn nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lá luôn nha mọi người. Tết của nó 7 lá luôn, đấy, nó đẹp. Rồi kiếm lùng nha mọi người, đấy, 3 dề kiếm lùng, đấy, đẹp nha mọi người. Đấy, hình này 100, mọi người về sưu tầm. Hình số 11 nha mọi người, đó là làm kiếm. Đấy, rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có một cái dề kiều nha mọi người, kiều hồng. Đây, nguyên dề kiều hồng nha mọi người. Đấy, nguyên dề của nó này, dề bốc rừng luôn. Đấy, rất là đẹp nha mọi người. Đấy, thế đứng chậu luôn rồi nha mọi người về có thể tận dụng mà làm này, nó mọc ở trong một cái cây rất là to nha mọi người. Đấy, cây to này, đó, thì hàng rừng luôn nha mọi người. Đấy, rồi cái kiều này là kiều hồng nha mọi người. Đấy, thì lá của nó này, đấy, lá của nó một cây lá rất là dày nha mọi người. Đấy, nó khác với kiều cam một số loại kiều khác nha mọi người. Kiều hồng thế này nó mới ra hoa này. Đấy, đó, mới ra hoa nha mọi người. Đây này vẫn còn nhiều vết này. Đấy, này lá kiều hồng nha mọi người, này thân lá nó này. Đó, kiều hồng một số nơi gọi là kiều tím. Đấy, à, nguyên dề của nó nha mọi người, hoa màu hồng đẹp. Dề một thân tơ này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 thân tơ luôn nha mọi người. Đấy, 9 thân tơ thì em có thấy bách hoa không? Mẫu lòng nó ra hoa thế này nó rất là hình sâm xê luôn nha mọi người, đẹp luôn, rực rỡ luôn nha mọi người. Đó, quá đẹp. Thì lâu nhưng mà có mới những cái dề to như thế này nha mọi người. Đấy, kiểu tím, kiểu hồng. Đấy, rồi dề lớn
hình số 12, vậy là gì 300 nha mọi người, cho mọi người về sưu tầm thêm. Đấy. Lăng rất đẹp. Đứng chậu thấy đứng chậu sẵn rồi, mọi người về tìm cái chậu nào lớn mọi người đặt vào thôi. Ghép lại. Đấy. Rồi, hình số 12 300 nha mọi người. Đấy, về kiều hồng. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì có các hình lăng bốn hình lan hoàng đã bạch đỏ nha mọi người. Đấy, một lan cho hoàng rất đẹp. Bạch đỏ vùng mình trung tâm nha mọi người. Đấy. Thì cái dòng này thì hoa của nó là cánh cam hồng bạch đỏ đây. Rồi cánh trắng hồng bạch đỏ này. Rồi vừa cam vàng bạch đỏ này. Đấy, cái lượng nó cũng khá là hay nha mọi người. Này cánh trắng hồng bạch đỏ này. Đó, cái bút của nó mùa ra hoa nha mọi người. Đấy, cái dòng này thì hoa rất là thơm nha mọi người, đặc biệt là lâu tàn nữa. Đấy. Thế này hoa tranh một tháng mọi người mà giữ được thì nó còn nhiều hơn thế nữa. Đấy, rất là lâu nha mọi người, hoa thơm đấy, nó lâu tàn đấy. Rồi hình nguyên bản mọi người, đấy, cái nguyên bản luôn thì cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân tơ nha mọi người. Đó, cây nguyên bản lớn này đấy. Thì những cái cây như thế này thì mọi người về đây. Dòng này để ra hoa mắt đối diện này nhưng mà này lá này, này mắt đối diện. Cái chỗ này thì nó khỏe thì ra đến 4 5 bông là chuyện bình thường nha mọi người. Và ra đây, đấy. Và trên ngọn nha mọi người, dòng này nó ra hoa khá là hay. Đây là mấy hoa cũ này. Đó. Cái nào mà chưa ra thì nó sẽ ra nha mọi người. Đấy, này, này là hoa này. Đó, mấy hoa cũ của nó nha mọi người, rất là sai hoa luôn. Như trên một cái này nó ra 4 bông, cái này 4 bông, này 5 bông gì nó là nó sẽ thực rỡ cái gì luôn nha mọi người. Đấy, thì những thân hoa sắp tới chuẩn bị ra nha mọi người. Đấy. Đấy, cái nào chưa ra thì nó sẽ tiếp tục ra. Đấy. Rồi cây nguyên bản người, đấy này người về đặt vào chậu luôn, không cần phải ghép nữa. Rồi hình số 13 nha mọi người, 150 trong nguyên bản lớn nha mọi người, hình bạch đỏ. Rồi tiếp theo là những hình 14, 150 luôn cho cây nguyên bản này, cây nguyên bản lớn nha mọi người. Nó thì cây con đang lên luôn nè. Rồi thì cũng có 1, 2, 3, 4 thân tơ nha mọi người, đó, 5 thân tơ. Đấy. Và mọi người về những thân như thế này được cái lợi thế là nó khi ra hoa nó sẽ rất là sai hoa nha mọi người. Ở này nó rực rỡ luôn cả. À, cái này dòng này nó ít có gì lớn nhưng mà được cái đơn thân nhưng mà hoa của nó trên từng mắt ấy, thì nó nhiều hoa, số lượng hoa rất nhiều. Đó. 4 đến 5 bông mà nó ấy, thì nó sẽ đẹp thôi mọi người. Đó. Rồi, nguyên bản hình số 14, 150 nha mọi người. Một dòng cho hoa đẹp và thơm lâu tàn nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 15, 150 cho 3 nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó, này thì ra hoa đấy nè, hoa tàn nè, bạch đỏ nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó, ba nguyên bản nha mọi người, này là hoa có trái này. Đó. Rồi ba nguyên bản hoàn thảo bạch đỏ nha mọi người, hình số 15, 150 nha mọi người, ba nguyên bản. Rồi tiếp theo là đánh hình số 16. Ba nguyên bản luôn, 150. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó. Rồi, cây rất là ok nha mọi người. Tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 3 này. Đó, ba nguyên bản nha mọi người. Ba nguyên bản hoàn thảo bạch đỏ. Rồi, hình số 16 nha mọi người, 150 nha mọi người. Hình 16. Loại làm cho hoa rất đẹp. Đấy. Hoa thơm và đặc biệt là lâu tàn. Đấy. Đó là lan hoàn thảo bạch đỏ nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em giới thiệu đến một loại lan nữa, đó là lan hoàn thảo dạ phi nha mọi người. Đấy, thì hoa của nó đây, năm cánh của nó này. Đấy. Thì các cánh của nó phất thêm màu tím mà cánh trắng nha mọi người. Đấy. Và trong họng nó có một cái vạch rất là hay nha mọi người. Đấy. Rồi. Cái thằng này là dễ nhầm lẫn với cây đùi gà nha mọi người. Đấy, nhưng mà nó phân biệt cây đùi gà là này, nó các cái trên thân nó các điểm tím nha mọi người, là các chỉ tím này, đó, chỉ tím chạy trên thân. Thằng đùi gà nó không có đâu. Và hoa của thằng này nó nhìn nó căng hơn, thằng đùi gà nó không có có căng bằng hoa của dạ phi nha mọi người. Đấy. Rồi, thì hôm nay em có các hình đầu tiên của dạ phi này. Đấy. Hình này hình gì lớn nha mọi người. Đó, thì khá là nhiều thân tơ trong này nha mọi người. Đây. Thân tơ của nó này. Đấy. 1, 2 thân tơ này. 3 này. 4 này. Rồi 5 này. 6 này. 7 này. Đấy, cái này là cái phách hoa của nó ra này. Mùa vừa rồi nha mọi người. Nó mới vừa rồi đây. Đó. Thì cách phách hoa nó như thế nha mọi người.
nguyên về của nó như vậy, mang về bốc rừng luôn, đấy, nguyên về của nó này. Đấy, thì mọi người về tìm vị trí nào mọi người cố định ghép lại cho nó đẹp nha mọi người, về lớn nha. Đó, cây dòng này nó đứng chậu sẵn rồi. Đấy, thì các thân già nên là một cái nguồn dự trữ dinh dưỡng thì mọi người có thể giữ lại để tập trung nuôi các cái gì con ấy nha mọi người. Đấy, đặc biệt thì mùa này dạ phi nó chuẩn bị nó nứt mầm con lên nha mọi người. Đó, thì có sẽ có những cái gì mới. Đấy, này là các cái con nó nứt lên nè. Rồi mọi người trồng nó sẽ lên nha mọi người. Đấy. Rồi đó là về hòn đảo Già Phi hình số 17, hình về này 200 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 18, hình này cũng 200 luôn cho cái dề này. Đó, nguyên dề của nó nha mọi người, hòn đảo Già Phi cũng có các cây lớn này và các cây con đang lên nha mọi người. Đó, tới mùa thì cây con nó sẽ tự động nó lên thôi nha mọi người. Đó, rất là nhiều thân tơ luôn. Đó, nguyên dề Già Phi của nó nha mọi người. Đấy, quá đẹp. Rồi dề này cũng 200 nha mọi người. Dề này cũng 200, dề này cũng 200. Rồi tiếp theo là đến hình số 19 nha mọi người, 19 về này về 100 nè. Rồi nguyên về của nó như thế nha mọi người. Đó, thì cây cũng khá là lớn nha mọi người. Đấy, này đứng chậu sẵn rồi, nãy mọi người về trồng ấy thôi. Đó, cây con đang lên nữa nè. Đó, rồi, mùa vừa đầu thì nó cũng ra một số cái này. Cái này mắt này chưa lên thì mùa tới nó sẽ ra nha mọi người. Đây, này, đó, đó cái hoa cũ của nó này. Đó, lan hoàng thảo Già Phi nha mọi người. Đây, hình số 19, 100.000 nha mọi người. Dê. Tiếp theo hình số 20, hình này 100.000 cho 2 dê nha mọi người. Rồi, đây là dê đầu tiên nè. Đó, cây cũng rất đẹp nha mọi người. Có 1, 2, 3 đó. Đó, thân tơ. Rồi, tiếp theo dê số 2 nè. Đấy. Dòng Già Phi này đứng chậu trồng nó sẽ rất đẹp nha mọi người. Đấy, đứng chậu sẵn rồi. Đấy, cắt cái thân này. Đó. Hoa rất đẹp nha mọi người. Hoa này nó sai lắm. Đấy, sai hoa lắm. Một mắt nó thì nó thì 4-5 bông là chuyện bình thường nhưng mà 20-100.000 nhưng mà. Rồi tiếp theo là đến hình số 21, hình này 150 cho 8 dề nha mọi người. Các dề hàng rời của nó. Rồi đây là dề đầu tiên nè. Đó, này ra hoa nè, đang lên cây con rất là khỏe nha mọi người. Rồi tiếp theo là dề số 2 nè, số 2 nha mọi người. Đấy, số 2 rất là đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo dì số 3 nè. Rồi tiếp theo là dì số 4 nè, dì số 5 nè. Rồi dì số 6 nè, dì số 7 nè. Rồi dì số 8 nha mọi người, 8 dì hoàn thảo Già Phi nha mọi người. Đó. Rồi hình 8 dề giá là 100.000 cho mọi người về sưu tầm nha. Đấy, là hoàn thảo Già Phi. Đấy, hình 21 nha mọi người, 150. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 22, lan bọ cạp nha mọi người. Đấy, bọ cạp đây. Đấy, mặt hoa của bọ cạp đây mọi người. Nó là lan cho hoa rất đẹp. Đấy. Rồi hình 22, 120.000 cho 4 dề nha mọi người. Đấy. Rồi đây là dề đầu tiên nha mọi người. Đó. Thì cây nó cũng có hai ngọn này, hai ngọn này thì mới ra hoa nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là dề số 2 nè. Rồi tiếp theo là dề số 3 nè. Rồi tiếp theo là dề số 4 nha mọi người. Đó. 4 dề bọ cạp rừng nha mọi người. Đó. Rồi hình bọ cạp rừng. Hình 22, 100.000, 120.000 cho 4 dề nha mọi người. Đó, cái dề lớn. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có một cái về nguyên bản hoàng thảo hương vani nha mọi người. Đấy, thì cây khá là dài rồi. Đây hoa của nó đây nha mọi người. Đấy, hương vani. Đấy. Đó, thì cái hoa thân của nó tím. Đấy. Đây thân tím này. Đó, đặc trưng của cái cây dòng hương vani nha mọi người. Đó, khá là hay. Đấy. Thì cái thân này thì nó gồm có các cái thân tơ này. Đấy, một thân này chưa hoa nha mọi người. Đấy. Đó, thân lớn dài như thế này mọi người. Đang lên hai cái thân này này. Một này, hai này, đó. Thì chiều dài của nó 20 40 này. 60 này, 80 này. Một hơn một mét nha mọi người. Một mét hai luôn đấy. Các thân tơ này cũng đang lên 2 4 6 này, 80 này. Đó, đang lên 80 rồi. Nó cây rất dài nha mọi người. Đấy. Đây là các vết hoa cũ của nó này. Đấy, còn cái này thì nó chưa ra hoa nha mọi người, đang rụng lá rồi, chuẩn bị cho hoa nha mọi người.
Đấy, mấy kho cũ này. Đấy, dòng này ở bên đây này thuộc dạng nguyên bản dài quá đầy luôn nha mày. Đó, thì mọi người về cứ trồng nguyên bản sẵn rồi, đó, chỉ việc về chơi thôi rồi không cần phải ghép nữa. Đó, thì mọi người có thể đứng, trồng đứng lại cũng được. Đấy, dùng các dây cố định trên cái ấy là được nha mọi người. Đấy, nó ra hoa đã, nó thả xuống như thế này là đẹp nha mọi người. Đó, cứ như làm dựng đứng này. Đó. Rồi, hoa này rất thơm nha mọi người, hương vani mà, thơm một vani. Rồi, hình 23 nha mọi người, hình này hình 200 cho các nguyên bản hương hoàn thảo hương vani nha mọi người. Đấy, hình 200. Hai cây lớn nha mọi người, lâu lâu mới có một cây nguyên bản dài đẹp như thế này nha mọi người, 200. Đó là hương vani nha mọi người. Rồi. Tiếp theo ngày hôm nay thì em có lan Hải Vân Nam nha mọi người, Hải Vân Nam ở vùng rừng Con Tum nha mọi người. Đấy. Thì mặt hoa của Hải Vân này, đấy, hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, cái hoa cái nó giống như cái hài cái giày của phụ nữ, đấy, gọi là hài Hải Vân. Rất đẹp nha mọi người. Rồi hình 24 120.000 cho ba cây lớn nha mọi người. Đó. Rồi đây là cây đầu tiên nè. Đó, cái này thì trồng như địa lan là được nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó, cây lớn bằng lá to này. Đó, cây con đang lên này nha mọi người. Đó, mình về trồng thì nó sẽ lên cây con nữa. Đấy. Rồi, về số 3. Đấy. Ba về cây lớn Hải Vân Nam nha mọi người, hình 120.000. Đấy, hình 25 120.000 cho ba cây lớn luôn. Rồi đây là cây đầu tiên nè. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Cái dòng này nó lên cái vòi cao như thế này nha mọi người. Và nó có hoa. Đấy. Rồi cây số 3 này, đó. Ba cây Hải Vân Nam nha mọi người, ba cây lớn, hình này 120.000. Rồi tiếp theo là đến hình 26 100.000 cho 20 cây nhỏ nha mọi người. Các thằng bé xíu nè, 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè, 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè, 9 nè. 10 nè. 11 nè, 12 nè, 13, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 9 nè, 20 nè, 21 nè, 22 nè, đó. 23 cây đó. Rồi thì em cái này được cái nhỏ thôi, người chịu khó về ghép. Thật ra nó rất là lợi nha mọi người. Nãy bữa sau nó lấy cây con rồi. Chỉ cần một cái mầm mống như thế này thì có một cây Hải Vân rồi nha mọi người. Đó, mọi người trồng sống rất là ok. Rồi, hình 26 100 cho 20 cây nhỏ nha mọi người, lan Hải Vân Nam. Đấy, rất đẹp. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có lan hoàn thảo đơn cam nha mọi người. Cái đơn cam mùa này thì một số cái đang nụ nè, còn một số cái đang lên cây con rồi. Đấy. Thì hoa có đơn cam mùa rừng tâm thì hoa rất đỏ nha mọi người, đỏ rực rỡ luôn, rất đẹp. Đó. Cái dòng này nó ra hoa trên những cái mắt như thế này mọi người, nó ra thường này đến 3 đến 4 cái nụ như thế này. Đấy, khi nó nở hoa em mọi người nhìn này, nhìn như thế này thì đã ấy rồi nha mọi người, nó đẹp rồi nha mọi người. Đó. Đó thì cái này các nụ này, nụ và đang hoa nha mọi người, hoa đỏ rực rỡ rất đẹp nha mọi người. Đó, lan đơn cam một loại lan cho hoa rất là độc đáo nha mọi người. Đấy. Đó, lan hoàn thảo đơn cam nha mọi người. Rất đẹp luôn. Đấy, có thể về sưu tầm thêm. Đấy. Rồi thì bây giờ là các hàng hình 150 này cho 4 dì lớn nha mọi người. Đấy. Rồi đây là dì đầu tiên nha mọi người, nó mọc ở trong cái tổ quả này. Đó. Cái này thì đang còn mấy cái nụ nha mọi người. Đấy. Cái này thì nó đỡ, nó nở hết cỡ ra thì nó sẽ màu đỏ, chuyển dần đỏ lần nha mọi người. Đấy, mới đầu thì nó màu ấy, xong nó đỏ lần lên. Đấy. Rồi tiếp theo là dì số 2 này. Đấy. Này ra hoa rồi, cái con đang lên nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là dì số 3 này. Đó, này thì ra hoa rồi. Hai mầm con đang lên nha mọi người. Về làm giống. Đấy. Dòng này rất là sai hoa luôn nha mọi người. Đó, mỗi lần đó. Rất là ok nha mọi người. Rồi tiếp theo là dì số 4 này. Đấy, trong cái ổ quả luôn. Đấy, lên được hai cái mầm con nó đẹp nha mọi người. Đấy. Thì ra hoa rồi, đang lên cái con. Đấy, cái này còn một nụ bị hơn mất rồi. Đấy. Rồi bốn dì lớn nha mọi người, đây hình này hình 150 lan hoàn thảo đơn cam nha mọi người. Thấy mọi người về cứ trồng nuôi dưỡng mấy cây con thì nó sẽ lớn hơn cây mẹ khá là nhiều nha mọi người. Hay hầu mua chút xíu như này mà mình nuôi tốt thì nó dài ra rất là nhiều. Đây hình 27 150. Tiếp theo là đến hình số 28 này, 100.000 cho 7 nguyên bản.
Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, đó đến mùa này thì cây con đang lên nhưng mà 3 thân tơ này. Đó. Rồi tiếp theo là số 2 này, 1 2 thân tơ nha mọi người. Đó. Tiếp theo là về số 3 này, đấy, cây con đang lên mà đang có hoa này. Rồi tiếp theo là về số 4 này, đấy, cây con đang lên nha mọi người. Tiếp theo là về số 5 này. Đó, tiếp theo là về số 6 này. Đấy, nguyên bản nha mọi người. Đây cây con đang lên. Rồi tiếp theo về số 7 này. Đó. Rồi mọi người về chăm cái cây nhỏ như thế này thì nó sao nó lớn lên như cây mẹ là chuyện bình thường nha mọi người. Đó. Rồi, hình 28/100 nha mọi người. Đấy. Này chẳng qua là giống thôi. Đấy. Giống mầm mống thôi. Đây mọi người về trồng thêm. Đây. Rồi hình 29/100 cho 7 nguyên bản. Ở đây là nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Nó có cái con đang lên nè. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó cái con đang lên. Rồi nguyên bản số 3 này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, cái con đang lên nha mọi người. Khá nhiều luôn. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Đó. Rồi nguyên bản số 6 này. Đấy, cái con đang lên. Theo là nguyên bản số 7 này. Đó, hai mầm con nha mọi người. Đó. Lan hoàng thảo đăng cam rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi hình 29/100 nha mọi người. Tiếp theo là đánh hình số 30, 100.112 về. Hay là các về mọi người về ghép vào nha. Đấy, ghép vào lụa cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này, đó cái con rất là khỏe nha mọi người. 5 này. Đấy. 6 này. Đó. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này, 12 này, đó. Rồi, đây là cây già này. Mọi người mùa này thì mùa của cây nó phát triển này. Mọi người về ghép thì cây con nó bám rễ vào rất là nhanh nha mọi người. Đấy. Rồi hình số 30 nha mọi người, đây 100.112 về. Tiếp theo là đến hình số 31, 100.115 về nha mọi người. Đó. Rồi đây là gì đầu tiên nè. Rồi tiếp theo về số 2 nè. Tiếp theo về số 3 nè. Rồi tiếp theo về số 4 nè. Về số 5 nè. Về số 6 nè. Về số 7 nè. Về số 8 nè. Về số 9 nè. Rất nhiều thông tơ nha mọi người. Số 10 này. 1 này. 12 này. 13 này. 14 này. 15 này. Đó. 15, 16 tăng gì đó nha mọi người. Rồi hình này là hình 100.000. Mọi người về ghép nha. Đây, ghép vào lụa cho đẹp. Hình 31, 100. Rồi tiếp theo hình 32, 100.115 nguyên bản nhỏ. Ở đây nguyên bản đầu tiên nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 nè. Theo là nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 6 này, đó cây con đang lên nha mọi người. Đấy. Bản số 7 này, cây con đang lên này. Đấy, những mầm như thế này thôi nhưng mọi người nuôi lên lớn này. Rồi nguyên bản số 8 này. Đấy. Đây, chỉ cần như thế này mà nó có hoa bình thường nha mọi người. Đó. Đây, nhỏ như thế này là hoa này. Đó. Rồi, 9 này, đó, nó đang lên rất đẹp nha mọi người. 10 này, đó, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, rồi, 15 nguyên bản nha mọi người. Đó, là nâng cam. Rồi, hình này 100 nha mọi người, đó, hình 32. Tiếp theo là đánh hình số 33, 100.000 cho 20 nguyên bản nhỏ. Ở đây nguyên bản đầu tiên nè. Theo nguyên bản số 2 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nè. Tiếp theo là nguyên bản số 4 nè. Nguyên bản số 5 nè. Nguyên bản số 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè. 13 nè. 14 nè. 15 nè. 16 nè. 17 nè. 18 nè. 9 nè. 20 nè. Đó. Rồi 20 nguyên bản nhỏ, hình này hình 100 nha mọi người, 33 100. Rồi tiếp theo 34. 100.000 cho 40 về nhỏ nhưng mà hàng giống. Đấy cái này thì hàng nhỏ thôi, mọi người về ghép lại nha. Đó, 40 cái về nhỏ nhỏ bé bé như thế này.
Đấy, có gì con hết nha mọi người, mầm con đang lên hết. Đó, mọi người về ghép 40 về nhỏ nha mọi người. Có khi là hơn. Đấy. Rồi một phần hàng giống. Chúng ta đứng cam 100.000 nha mọi người. Đấy. Đang cho hoa rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo, nến hình số 35, 150 cho cái gì giá hạt nha mọi người. Cái hạt hay gọi là phi điệp tím nha mọi người. Đấy. Rồi, hàng bốc rừng nha mọi người, nguyên bản của nó này. Đó thì đang lên hai cái thân tơ nha mọi người. Đó, hai thân tơ rất đẹp. Đấy. Này dễ lớn nè, đó có cái cây thân dài mùa trước rất là dài nha mọi người, đó, cây con đang lên rất là khỏe, đang đi ngọn rất là ổn định nha mọi người, đó. Rồi cái này hoa bông rừng tâm hoa giả hạt, phi điệp tím rất là thơm nha mọi người, nên mọi người có thể về sưu tầm thêm, để về cái độ thơm thì thằng này thì là nữ vương lan rừng rồi nha mọi người, đấy. Rồi hoa cái độ thơm thì thằng giả hạt số 1 giả hạt cũng rừng cũng tâm hoa thơm đó nha mọi người, mọi người có thể về sưu tầm thêm về chơi thử hoa luôn, cái mùa hoa nở nó thơm nước mũi luôn. 35-150 cho dì lớn đó nha mọi người, đấy, các thằng già của nó này hai dì con đang lấy rất đẹp nha mọi người. Rồi đó là lan giả hạt rừng. Rồi hôm nay em có hai cái dì kiếm ruby nha mọi người. Đấy. Cái dòng kiếm này thì cũng khá là ít gặp nha mọi người. Đấy. Thì cái tên chính xác thì em cũng không rõ, nhưng mà bà con ở đi lấy lan thì đặt cái tên là kiếm ruby nha mọi người. Cái hoa của nó là nó màu đỏ nha mọi người. Đấy, hoa cũng khá là to. Đấy. Đỏ đô nha mọi người. Đấy. Rồi hình 36 200 giây lớn nha mọi người. Đấy. Đây nguyên một cái gì to bự như thế này luôn nha mọi người. Đấy. Rồi cái thằng này thì nó phát hoa ra như thế này nha mọi người. Đó, đây là cái phách hoa của nó này. Cái hoa cũ nè, đó rất là hay nha mọi người. Đó. Rồi cái này thì mọi người có thể về tách ra còn không là để nguyên về như thế này cũng được nha mọi người. Đó, cắt tỉa gọn gàng hết tất cả rễ luôn này, nó do rừng về nó như thế này thôi, cho mọi người về cắt tỉa hết ra, ấy làm vệ sinh sạch sẽ hết lại, đấy thì mọi người trồng cho nó đẹp nha mọi người. Đấy, chủ yếu lấy giống kiếm ruby nha mọi người, đấy, nguyên về của nó luôn, về to nha mọi người, mọi người về có thể tách từng tép ra trồng cũng được này. Đấy, còn không để nguyên chậu luôn, trồng cho nó to cũng được. Đấy. Rồi, kiếm ruby nha mọi người. Kiếm này lá cũng khá là cứng nha mọi người. Đó, kiếm ruby. Rồi, dì 200 cho mọi người về sưu tầm nha mọi người. Đấy, hình 36 200. Và tiếp theo là đến hình số 37. Dì này 120. Đấy, nguyên dì của nó luôn nha mọi người. Đó. Cũng kiếm ruby luôn. Đấy. Thì cái này cây con đang lên nha mọi người. Cái con đang lên, đó, nguyên dì của nó, mọi người cứ trồng đứng chậu là được nha mọi người. Dòng này nó cũng ít gặp lắm nha mọi người, lâu lâu mới có cái dì như thế này nha mọi người. Mọi người về cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ ra, cắt bỏ bớt hết đi. Đấy, này nó sẽ đẹp cái dì thôi nha mọi người. Đó. Rồi hàng rừng thì nhìn trong như thế này nè, rễ của nó cũng rất là to khỏe nha mọi người. Rồi hình 37 120.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 38 nha mọi người. Cái này là kiếm xích ngọc nha mọi người. Đấy, 100.000 bài về. Đây hoa của kiếm xích ngọc này nha mọi người. Đấy, hoa màu trắng và có các chỉ nâu nâu chạy dọc cánh hoa nha mọi người. Nó đẹp luôn. Đó, hoa kiếm xích ngọc. Rồi nguyên về của nó nha mọi người. Đấy, này nguyên một về lớn này. Đấy thì hoa của nó là hoa và có trái như thế này nha mọi người. Này hoa cũng rất là sai. Đấy. Đó. Này thì mọi người chú ý độ ẩm cho cây và có thể thoát nước là được nha mọi người. Đó. Đặc biệt là mùa nắng nóng thì mọi người duy trì nước tưới cho nó. Đấy. Kiếm lá mềm nha mọi người. Rồi tiếp theo về số 2 này. Rồi, tiếp theo là về số 3 nha mọi người. Đấy, 3 về kiếm xích ngọc hình số 38, hình cuối cùng ngày hôm nay 100.000 nha mọi người. Rồi. Đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Nếu mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-614-5694 mọi người. Thì trường hợp mọi người điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Và bên em đầm giá ship 30k đây một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mình nhận được hàng nha. Và thống nhất cái ship 30k đây một đơn hàng, một đơn 30k và nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Dạ rồi. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ kênh cho em suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hái những nhành lan về cho mọi người sưu tầm. Em xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây và chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.